Đừng bình phẩm người khác tốt xấu vì họ không ảnh hưởng gì đến chén cơm của bạn cả. Đừng thảo luận đạo đức người khác cao thấp vì chưa chắc bạn đã cao thượng hơn họ. Đừng đánh giá gia đình người ta vì nó chẳng liên quan gì đến bạn hết. Đừng phán xét học vấn kẻ khác vì trên đời này cái ai cũng thiếu chính là kiến thức. Đừng tiêu xài hoang phí vì có thể ngày mai bạn sẽ thất nghiệp. Đừng kiêu căng ngạo mạn vì có thể tương lai bạn sẽ thất thế. Đừng quá chứng tỏ bản thân, nên biết trên đời này không ai hoàn toàn thua kém bạn. Hãy khiêm tốn một chút. Đừng quá ỷ lại vào người khác vì cuộc sống này ai cũng có nhiều việc phải lo. Khi rảnh rỗi họ chỉ muốn nghỉ ngơi.